Sau đây thầy sẽ hướng dẫn cả lớp đối với bài học thực hành về phương pháp gia công và lắp đặt đối với tủ lạnh. Trong cái nội dung của bài này thì chúng ta sẽ có các cái nội dung đó là tạo chân không và nạp ga cho hệ thống. Để chuẩn bị cho bài này thì các em cần chuẩn bị cho thầy một số các cái thiết bị đồ dùng như sau. Thứ nhất là chúng ta đang có chuẩn bị cho thầy một số loại ga thì hiện nay một số tủ lạnh trên thị trường đang sử dụng một số loại ga trong đó có R12, R134 và R600A cũng có số ít thì đang sử dụng ga R404 à, cồn metanol máy hút chân không bộ đồng hồ áp suất chúng ta có thể sử dụng bộ đồng hồ đơn hoặc bộ đồng hồ kép máy xế tóc nhiệt kế điện trở kìm kìm nhọn để khi chúng ta có thể là khi chúng ta sẽ gia công đối với trường hợp nạp ga xong thì chúng ta sẽ tiến hành phải hàn và kìm kẹp ống giao cắt ống thì buổi ngày hôm nay thì thầy sẽ đi chúng ta về phương pháp tạo chân không thì buổi học lý thuyết các em đã được học tại sao chúng ta cần phải tạo chân không thì chúng ta đã biết trong không khí có rất nhiều hơi ẩm có áp suất có bụi bẩn và một số cái tạp chất khác nếu chúng ta không hút chân không thì hệ thống sẽ xảy ra những cái hiện tượng một đối với máy nén nếu có ẩm gây ra axit dầu rồi gây ra các cái phản ứng trong hệ thống đó là một cái chuối dây chuyền giữa dầu và giữa ga rồi trong đó giữa các cái kim loại. Có không khí thì chúng ta đã biết áp suất sôi của mỗi chất thì sôi ở nơi có áp suất càng thấp thì nhiệt độ đạt được càng thấp. Do đó có không khí sẽ có áp và xung quanh của chúng ta đang sống là một áp phốt phe gây ra hiện tượng là ga của chúng ta sẽ sôi ở áp suất cao hơn do đó kém lạnh. Có bụi bẩn có thể gây ra hiện tượng tắc cáp, kẹt cơ sát cốt đối với hệ thống thì chính cái vậy là tất cả các hệ thống trước khi làm ga thì yêu cầu đều phải tạo chân không. Thì phương pháp tạo chân không thì chúng ta đang sử dụng là máy hút chân không. Khi các em sử dụng máy hút chân không thì một là các em sẽ sử dụng đối với đồng hồ áp suất kép hoặc sử dụng bộ đồng hồ áp suất đơn. Thì bộ đồng hồ áp suất kép là chúng ta sử dụng 3 giây và bộ đồng hồ áp suất đơn chúng ta sẽ sử dụng là hai giây thì các em nhìn lên sơ đồ thì về phương pháp kết nối thứ nhất hệ thống đã được lắp đặt hoàn chỉnh thì chúng ta nhìn vào đây thì ống đẩy của bờ lốc sẽ được nối với dàn nóng cuối dàn nóng sẽ được nối với phim ống công nghệ này chúng ta đã được hàn kín sau khi cân cáp xong chúng ta đã hàn kín qua cáp sang dàn lạnh quay về đường hồi của động cơ bờ lốc ống nạp ga thì chúng ta cần phải hàn nối với một đường ống công nghệ. Thì buổi hôm trước chúng ta học về kiểm tra đánh giá chất lượng của động cơ block thì thầy đã hướng dẫn về ống công nghệ. Hàn ống công nghệ để ta kết nối dây đồng hồ thì sau đó ống nạp ga được nối với đồng hồ. Áp suất thấp là đồng hồ màu xanh. Dây màu vàng là dây trung gian được nối với chai ga. Thì đối với chai ga thì các em cần phải quan sát cho thầy hệ thống đó đang sử dụng ga nào thì chúng ta sẽ kết nối bình ga của loại đó vào để tránh xảy ra hiện tượng phản ứng giữa ga dầu ga không phù hợp với cáp gây ra hiện tượng là kém lạnh và có thể hư hỏng hệ thống dây đồng hồ áp suất cao chúng ta được nối với ống hút của máy hút chân không nếu không có máy hút chân không thì các em có thể sử dụng một cái động cơ bờ lốc tủ lạnh ngoài để thay thế ống đẩy ta để hở và ban đầu thì hai khóa đều đang ở cái trạng thái mở thì lúc này chúng ta sẽ cho máy hút chân không hoạt động thì hút toàn bộ không khí trong dây bộ đồng hồ áp suất trong động cơ bờ lốc bên dàn lạnh bên dàn nóng sẽ qua qua cáp quay về. Thì khi nào thì độ chân không đạt yêu cầu. Và khi chúng ta tạo chân không đạt yêu cầu thì khi đó chúng ta sẽ nạp ga sẽ không xảy ra những cái hiện tượng hư hỏng trong quá trình nạp ga. Thì độ chân không đạt yêu cầu cần phải đảm bảo được hai yếu tố. Một em nhìn trên cái đồng hồ áp suất. Kim đồng hồ các em cần phải chỉ về vạch màu xanh là cây thì trong đó chúng ta đang có hai cái đơn vị một đơn vị là âm 30 inch thủy ngân hai là âm 76 cm thủy ngân nhưng có những cái trường hợp là chúng ta hút nó không thể về được với cái giá trị áp suất này thì chúng ta cần phải kiểm tra trên cái ống đẩy của máy hút ống đẩy của máy hút hoặc lốc hút thì chúng ta đã biết được là ống đẩy của máy hút và lốc hút là có hút được thì sẽ đẩy được Do đó nếu hệ thống đã hết đồng nghĩa với ống đẩy không có khí đẩy ra Thì lúc này đối với máy hút chân không thì ống đẩy chính là cửa nạp dầu Thì thầy sẽ kiểm tra ống đẩy đảm bảo hết Đảm bảo hết Thứ hai Buổi học trước thì thầy cũng đã nói Đối với một hệ thống hoàn chỉnh Khi mà chúng ta áp dụng cái phương pháp cân cáp trong thì sẽ xảy ra cái hiện tượng là một số hơi ẩm sẽ ngưng tụ ở bên dàn nóng. Dầu dành sử dụng cho những cái động cơ đang sử dụng nhóm ga là R134, đó là dầu tổng hợp polyester. Loại dầu này thì có tính chất tự hút ẩm. Mà đối với tất cả các hệ thống hút của chúng ta chỉ hút được ở thể khí. Do đó để đảm bảo quá trình hút chân không hiệu quả thứ nhất là chúng ta sẽ phải sử dụng máy sấy tóc. Thầy sẽ sấy nóng toàn bộ cái động cơ. Thì chủ yếu dầu đang nằm ở phía dưới của cái động cơ. Để trong đó ẩm ở trong dầu được bốc hơi. Thầy sẽ sấy nóng toàn bộ bề mặt dàn. Mục đích để cho hơi ẩm bên trong hệ thống của chúng ta sẽ bốc hơi. Ở bề mặt dàn lạnh để cho hệ thống ẩm bốc hơi thì máy nén lốc hút hoặc là máy hút chân không sẽ hút được toàn bộ cái không khí ẩm đó ra ngoài thì lúc đó chúng ta nạp ga mới hiệu quả thì bây giờ các em quan sát thể thao tác thì làm trước cho chúng ta